Trước tiên thì mình nói với cái đậu mùa khỉ nó là cái gì ha. Nó là một cái bệnh mà do con virus đậu mùa khỉ nó gây ra và nó có khả năng nó gây thành dịch đó. Và thực tế trên thế giới thì cũng đã có nhiều quốc gia đã trải qua cái dịch đậu mùa khỉ rồi. Thì bệnh đậu mùa khỉ đó thì nó có thể lây qua cái chuyện mà tiếp xúc trực tiếp với những cái tổn thương của cái người bị bệnh đậu mùa khỉ mà không có quần áo hay là có nhiều dụng để che chở. Và bệnh đậu mùa khỉ nó cũng có thể lây qua những cái giọt bắn từ cái đường hô hấp của cái người bị bệnh đậu mùa khỉ. Và người ta cũng ghi nhận là bệnh đậu mùa khỉ nó có thể lây qua quan hệ tình dục. Và nó có thể lây qua những cái vật dụng của cái người bị bệnh đậu mùa khỉ. Thì đó là những cái con đường mà để đậu mùa khỉ nó có thể lây từ người này qua người khác. Thật ra nó cũng có những cái biểu hiện khi đến khám nó cũng chưa được rõ ràng lắm. Chẳng hạn như cái biểu hiện của nó là những cái tổn thương như là cái những mụn nước, mụn mủ, rồi cái nó để lại những cái mài rồi nó rụng, nó vỡ. Thì nó cũng mơ hồ, nó giống như những cái bệnh lý khác đó. Nhưng mà thật ra ở phòng khám, từ lúc mà phát hiện rằng ở thành phố Hồ Chí Minh đã có cái căn đậu mùa khỉ đầu tiên, thì phòng khám mình cũng chưa ghi nhận được bệnh nhân nào có những cái dấu hiệu giống như vậy. Thì tiếp nhận một số lượng khá lớn về cái nhóm bệnh nhân tới khám hàng ngày, và đa phần cũng là cái nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Nó bao gồm những một số cái nhu cầu chẳng hạn như cần được cái điều trị dự phòng trước phơi nhiễm, hoặc là những bệnh lý về HIVS, hoặc là một số bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Thì mỗi ngày có tầm khoảng 50 tới 60 bệnh nhân. Thì HIV thì thật ra cái mục tiêu của thành phố mình là tới năm 2030 là sẽ chấm dứt đại dịch đó. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại giờ số ca mắc mới vẫn còn. Nó nhiều thì nó không nhiều nên mà vẫn còn, và thường nó nằm trong cái giới trẻ rất là nhiều, và thường nó thiên về cái nhóm em là chính. Trong cái đậu mùa khỉ thì thật ra cũng có những cái báo cáo của các quốc gia trên thế giới về cái dịch bệnh ở đất nước của họ, và ở Việt Nam mình ngay thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái báo cáo về cái đậu mùa khỉ đó. Thì cũng đồng tình với cái quan điểm là đậu mùa khỉ, cái số người mà thuộc nhóm LGBT là chiếm tỷ lệ mắc khá cao. Thì người ta có những thống kê, nhưng mà những cái thống kê của người ta mang cái tính là để hiểu về cái dịch tốt hơn và đưa ra những biện pháp để mà dự phòng tốt hơn, chứ người ta không mang cái tính là kỳ thị cho cái nhóm LGBT. Còn thật ra cái dịch đậu mùa khỉ đó nó có những cái đường lây truyền của nó, và những đường lây truyền của nó so với những cái tập quán, những cái sinh hoạt của nhóm LGBT thì nó phù hợp để dịch nó lây lan rộng trên cái nhóm LGBT. Chẳng hạn như là trên cái nhóm LGBT thì người ta có cái cách quan hệ tình dục của người ta có khác, có nghĩa là người ta quan hệ tình dục qua hậu môn, mà cái hậu môn thì không phải là cái đường quan hệ tình dục chính ở trong xã hội, nên là cái quan hệ tình dục qua đường hậu môn thường nó thô bạo hơn, nó để lại những cái tổn thương, và chính những cái tổn thương ở vùng hậu môn hay là ở vùng da gì đó nó làm cho cái virus đậu mùa khỉ nó có điều kiện nó lây bệnh nhanh hơn. Và cái đặc điểm ở cái nhóm LGBT là cái cách chia sẻ những cái cảm xúc, những cái sự cố, những cái gì ở trong cuộc sống đó nó khác với cái người bình thường mình. Bởi vì thường thì họ phải tìm cái nhóm mà chung cái giới tính của họ đó để họ có thể chia sẻ những cái cảm xúc của họ. Và thường họ có những cái nhóm ít nhất là cũng 3-4 người, và nhiều có thể là 10-20 người. Và thường cái nhóm đó họ có những cái chia sẻ, và họ có những cái buổi tiệc tùng, những cái buổi sinh hoạt gì rất là lớn. Và đây cũng là cái điều kiện để cho cái dịch đậu mùa khỉ nó phát tán rộng trên cái nhóm này. Mặt khác mình thấy là do cái quan niệm về cái quan hệ tình dục ở cái người LGBT đó nó thoáng hơn ở cái người bình thường, nên là một bạn LGBT họ có thể có nhiều bạn tình, và chính cái nhiều bạn tình đó cũng là cái điều kiện để mà cho dịch nó phát triển rộng hơn trong cái nhóm LGBT đó. Thì cũng theo cái báo cáo của các nước mà đã từng có cái dịch đậu mùa khỉ thì người ta thấy rằng đậu mùa khỉ thì nó có thể gây dịch, nhưng mà nó cũng không đến mức quá nguy hiểm. nó có thể sau 2 tuần tới 4 tuần là nó lành bệnh và nó hết khả năng lây. Tuy nhiên đậu mùa khỉ nó có thể trở nên nặng hơn đối với những đối tượng chẳng hạn như nữ mang thai, hoặc là trẻ em, hoặc là người già, và nhất là ở những người có bệnh nền và những người mà suy giảm miễn dịch. Thì đối với những người có hệ thống miễn dịch bị suy yếu, chẳng hạn như trên những bệnh nhân HIVS đó, thì khi mà nhiễm đậu mùa khỉ đó thì cái bệnh nó sẽ tiến triển nhanh hơn, gây tử vong trên cái bệnh nền là suy giảm miễn dịch. Khi mà thành phố thông tin là đã có xuất hiện cái bệnh đậu mùa khỉ ở thành phố rồi đó, thì mình nói về cấp độ thành phố thì cũng đã có những cái lớp tập huấn để nhận diện cái bệnh đậu mùa khỉ cho tất cả các cơ sở y tế. Thì khi tiếp nhận những cái thông tin và tham gia được tập huấn tham gia về cái đó thì phòng khám cũng phổ biến cho các nhân viên đây để có những cái ghi nhận. Chẳng hạn như là đối với một người mà người ta có những cái dấu hiệu như sốt, rồi cái viêm hạch, nhức đầu, đau cơ, mỏi cơ, mệt mỏi, giống như là mà không còn sức lực gì nữa, thì phòng khám nên cảnh báo để có thể là chuyển bệnh nhân đến những cái cơ sở chuyên khoa hơn để người ta có thể là đánh giá và xác định là có phải bệnh đậu mùa khỉ hay không. Và thông qua những lớp tập huấn đó thì phòng khám cũng tập huấn lại cho các nhân viên phòng khám là đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có những dấu hiệu đó thì tránh tiếp xúc gần, và tránh tiếp xúc với những bệnh nhân đó mà không có cái vật dụng bảo hộ, chẳng hạn như sờ trên cái tay hay da thịt gì phải có găng tay, có đồ hết, chứ không nên mà sử dụng tay không để thăm khám bệnh nhân.